Mời Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi của đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh Nghệ An về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và vấn đề bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng đã được Bộ quan tâm lồng ghép vào cái bộ quy tắc ứng xử này chưa? Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội. Tháng 4 năm 2020 thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Chính phủ thì đã họp, đã đồng ý về nội dung và đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông cân nhắc thêm cái thẩm quyền ban hành. Chúng tôi thì trong tuần này sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ban hành, và chắc chắn rằng trong năm 2020 này cái bộ quy tắc này sẽ được ký. Về vấn đề bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng thì đã được bộ quan tâm lồng ghép vào trong cái bộ quy tắc ứng xử này. Cụ thể là nội dung của bộ quy tắc ứng xử thì đề xuất người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, trong đó có quyền trẻ em. Cụ thể là yêu cầu người sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng phải hướng dẫn giáo dục trẻ em và trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội an toàn lành mạnh. Ngoài ra thì Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng một cái đề án là bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo và lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn từ 2020 đến 2025. Đề án đã đưa ra những cái giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề như là tạo lập một đầu mối duy nhất trên không gian mạng để tiếp nhận các phản ánh về nội dung xâm hại trẻ em, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để phát hiện sớm và chủ động ngăn chặn lọc và gỡ bỏ các nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, và đồng thời là trang bị cái bộ kỹ năng số cơ bản cho trẻ em, bao gồm giáo dục nhận thức về môi trường mạng và kỹ năng để trẻ em có thể tự bảo vệ mình, tự nhận diện các nguy cơ trên môi trường mạng và có hành động thích hợp. Hiện nay thì cái đề án này đã được trình Thủ tướng Chính phủ và chắc chắn cũng sẽ được ký trong năm 2020 này. Xin cảm ơn Quốc hội.